Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Ôi ôi trời trời trời, anh em ơi quá ghê anh em ơi. Trời ơi, bớm mẹ, bớm con, bớm ba, bớm ông cố nội, bớm gì nó cũng có hết trơn vậy. Đó, đây là một cái bản hack. Bản hack mà được gọi là về anh em quá bá đạo quỷ hồi chiêu. Trời ơi nhìn kìa, nghe không? Ê, mày nè. Ôi trời ơi, bớm kìa anh em ơi, 1 tỷ con bớm một lúc thế này thì thôi rồi. Mình sẽ share lại cái phần mà để thanh niên này quảng cáo ở trên đó, mình sẽ share lại anh em ơi. Đó, liên hệ hack, trời ơi ghê không? Hack mà còn chia sẻ cho anh em liên hệ, chẳng lẽ game mobile nó không còn tồn tại gì chứ sao anh em? Hách tới mà lỗi mà cái tên mất tiêu luôn anh em ơi. Trời ơi nhìn kìa, nó thả một lúc 1 tỷ con bớm, nó hết bách tử thế này thì thôi rồi luôn, còn gì là lem liên quân của chúng ta nữa. Đây mày thì trời ơi có 10, dường như là ôi cướp rừng giờ này, cướp rừng gì nữa, RC là 1 chấp 1000 luôn, chấp gần gì tèm bạn có 50 thằng rồi, quýnh cũng không lại nữa anh em, quýnh có chết con này nổi đâu. Ngăn chặn ký tự ám hiệu đến từ người này, trời cái này là phải là chừng như là tem bạn nó đứng ở nhà hết trơn anh em, không dám nào đánh ra đây này. Mày thanh đây, một thanh niên đã bị hack và đã đứng ở nhà một chỗ, đéo làm được gì cc. Anh em chỉ được đứng lại là vị hách gọi là gì? Gọi là cái gì ta, này gọi là gì, dấu hiệu là không có lính. Không có lính này sao đấy? Đừng có nhả cho anh em dùng chiêu không được luôn kìa. Không di chuyển được. Thanh niên này là bị gì rồi anh em ơi? Thấy chưa? Anh em thấy một thằng hách chưa? Một thằng hách là nó lùa vô hết trơn rồi. Đây, đâu. Vô đi. Hình như bạn Chrissy ở nhà anh em nhỉ? Đào đây xem ai, vô ấy. Đâu. Trời ơi, nó bật mưa sao băng rồi. Trời ơi, nhìn kìa. Nó phóng. Trời ơi. Cái này là map 5 năm cho anh em, không phải cho anh em đâu. Trời ơi, nhìn kìa. Siêu nhân rao xuất hiện trong game. 1 tỷ con lính một lúc và 1000 cái mưa sao băng một lút. Trời ơi, nhìn kìa. Trời ơi, hết hồi máu nữa gì vậy? Ôi nó lên đầy cây nữa rồi anh em ơi. Thằng nào ở đây, thằng nào giết nó hộ phát. Lại vô quất cái mega kill à. Trời ơi nó đứng anh em ơi. Mấy thanh niên này trời ơi ghê quá đi. Mà liên quân bây giờ là nào như vậy anh em ơi. Nên vậy. Ôi trời ơi. Vô luôn chứ mày có sợ chủ tế đàn gì. Ôi tôi quên tế đàn nó bắn cái chết anh em ơi. Nó hồi máu không kịp. Tê đàn bắn cái chết ngắt rồi mới không kịp. Trời ơi nhìn ghê không, ghê không, quá kêu luôn, quá ghê cho bạn Chrissy chúng ta rồi. Vừa rồi anh em xem một pha ảo thực áo diều của bạn Chrissy, giờ vô đây ảo thực cho anh em xem một lần nữa nha. Vô này một lần duy nhất thôi nha anh em, 1 tỷ con lính những bị ra xuất hiện này, 1 tỷ con bướm chứ. Đâu, chuẩn bị anh em đâu, tràn lên. Đây, một con bướm này. Ủa sao có con một vậy, tôi nuôi nhớ nuôi nhiều lắm mà. Kỳ anh em nhỉ, sao nuôi nhiều lắm mà, có con bướm một kỳ quá à? Ủa tôi cũng hách giống như người ta mà, ta ơi, sao mà cái này có con bướm một anh em nhỉ. Ôi ơi, thả có con bướm một hè. Ôi chết rồi, không phải con bướm mà thả được có cái phao câu không mà là chết luôn rồi. Hách kiểu này thì cũng chịu anh em ạ. Đó vậy thôi chứ thật ra thì mấy cái thanh niên hách á là thật khả là sự là không phải hách. Anh em có gặp đi anh em tố cáo cơ nào tố cáo chắc chắn cũng không bị ban nít đâu anh em. Đó chính là một cái ngộ ơi bày lính ngon lắm, ngộ vô ăn đi ngộ ơi này thì ăn lính này, thanh niên hổ báo tính đập chết mình anh em nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc cho bạn ấy là mình vẫn còn cái liềm. Một clip sau mình hứa sẽ chia sẻ cho anh em tại sao là mấy thanh niên lại hách như vậy, tại sao là anh em cứ tố cáo cũng không bị phá nít. Ôi trời, đặt mà trận tứ nguyên học rồi. Nói chung thì hách, anh em gọi là hách thôi, nhưng mà hách thì cũng có một cái riêng cái này nọ. Phải cái Rena không lỗi nó không hách đâu anh em à. Bây giờ mà Rena sẽ fix nhanh cái lỗi này thôi. Và clip sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Bây giờ thì vô đại chiến rành tướng RC. Hiện tại RC đã bị giảm sức mạnh rồi.
nhưng mà vẫn còn rất là bá đạo anh em ơi, bá đạo luôn. Lên đây, mày lên đây. Ui, tao mất mục tiêu, thả con chim không ra nhờ. Bấm ra, ê bậy, đừng nóng chị ơi. Chiếu là chia sẻ cho anh em xem một vài hình ảnh hách để xem cho vui vui thôi, chứ thật ra thì có siêu nhân thì vô đây chỉ mới làm được chiêu đó thôi, chứ mình thì chắc chắn là mình không thể nào làm được giống như bạn Chrissy hồi nãy trong cái clip hách đâu. Chrissy à, tướng đẹp thế này mà gặp hách nữa thì cũng chịu. Mình là nhớ hồi lúc mùa 2 Liên Quân, lúc đó chứ mình giống như cái thằng dạng như là mới tập chơi game anh em ơi. Mới tập chơi game nhưng vẫn biết qua tướng Rishi này rất là bá đạo anh em ơi, nó mà rất là mạnh luôn. Ở mùa 2 thì Rishi rất là mạnh. Rishi với Gidu là hai vị tướng được gọi là rất là hot fit luôn. Nếu mà team nào mà không fit được một trong hai tướng này chắc chắn là tỷ lệ thua gần như là 60% rồi đó anh em. Nó rất là mạnh luôn. Bây giờ Rishi lại được tăng sức mạnh và trở lại sự bá đạo như lúc trước nữa rồi. Trời ơi, mà trận thứ quen dính nhiều người thế. Dính nhiều người thế. Chầu ơi. Ôi ơi, không cho tôi ăn mạng gì hết trơn, với mỗi hỗ trợ thôi, quýnh kiểu gì. Ê, ngộ không xuống kìa. Đỡ phẩu nó không đập mình, nó bu vô đập mấy thằng này rồi, xong rồi. Double kill cho ngộ không. Double kill. Ê bạn ngộ không, đừng ngộ không mà đập nó, tao đập tao chi. Mày, hinh. Mày này, chết. Tóc biển bắn mình nè. Hinh. Hinh. Mày hinh, hinh. Ủa, sao pha đó con Red giết anh em nhỉ? Cô ghét nó có làm được cái gì đâu mà nó giết nó nha. Thế là tại con ủa đâu phải sao mà ảo dịu ghê anh em nha, anh em ơi. Quá ảo quá. Mình không hiểu tại sao mà pha đó Red lại được giết ngộ không, mà Red đứng rất xa luôn, đâu quay chiều một đâu tới đâu. Ê. Ê. Bậy anh Toro ạ. Anh Toro chuyện đâu còn có đó. Chẳng sao còn cái liềm anh em ơi, không chết đâu. Rishi thì được mệnh danh là một con tướng gọi là sốc đam, cũng gọi là bậc thầy anh em, sốc đam cực kỳ nhanh luôn, cái khả năng là cái sức thương diện rộng rất là tốt nữa, nhưng mà thiếu sự cơ động thôi. Bị ngục không một phút đồ thì nó phá cho vài cái thôi là chết chắc rồi, không thể nào sống được đâu. Cái solo đường mid giữa Dancy và Rishi thì cũng mày này trời ơi, miễn mày chạy đâu, tao tốc hành gần luôn. Đậu phộng nó dùng diêu hành thứ nguyên được miễn cái hắc tôn mình ấy, pha đó là chậm một bước rồi thanh niên này chết chắc rồi. Cũng hên nhỉ, thanh niên này cũng hên nhỉ, nè tao nói cũng hay không bằng hên anh em, cũng hên thì cũng đéo bằng hay đâu. Chẳng lẽ hên hoài, mà chẳng lẽ hay là hay hoài, hay là hay hoài anh em ạ. Tại vì đẳng cấp mãi mãi mà. Dường như kèo solo giữa Vered và Eros đang rất là căng não. Nào mà đánh kinh nhờ. Rồi ở dưới giao tranh to quá, xuống rồi. Anh em ơi, chàng lên anh em ơi. Chàng lên anh em ơi. Này trời ơi, thằng này đậu phộng đặt ma trận thứ nguyên cho mày khỏi về luôn. Ui ngồ khôn. Ngồ khôn này double kill thơm. Mình còn cái liềm mình hộ báo lắm anh em ơi. Còn cái liềm mà cứ hộ báo mạnh mẽ lên. Trời ơi. Đây, lên cái cây hút máu đây mình sẽ bất tử luôn. Hút máu thì mình hút máu rất là nhiều nha. Chưa có anh Tì bạn. 7 giây nữa. Trời ơi, gấp chàng lên thế. Rồi, chặt nó. Chặt nó đi, ừ. Rồi, có anh Tì thanh niên này. Xong. Chạy đâu, quá sát thương quá kinh em ơi. Sát thương kinh thiệt. Rishi này, cái sát thương kinh thiệt mà vừa đầu tay cái thằng hách nữa thì thôi rồi luôn anh em. 1 cộng 1 bằng 11 chăng? Hay là 1 cộng 1 bằng 2? Theo mình nghĩ thì không tính 1 cộng 1. Trời ơi, có anh Ti qua này là ngộ không thì chắc chắn là chết chắc. Nhưng mà khoảng tiếc là mình vẫn chưa có anh Ti. Chỉ có hách mới pha mới hồi anh Ti kịp thôi mà. Mình nói chung thì mình biết hách nhưng mà mình không hách em ạ. Tại sao phải hách chứ? Thì chẳng sao đi, mình sẽ chia sẻ cho anh em tại sao gọi là hách. Nhưng mà anh em cứ tố cáo cỡ nào thì cũng không bị phá hạt đâu nha. Mình chắc chắn đều không bị phá hạt luôn. Anh em cứ tố cáo, anh em cứ gửi khiếu nại đây nè. Đây là cái lỗi của đây nè, chứ không phải lỗi của thằng hách. Cho nên ấy mà mình thì mình cũng có vô mình thử anh em. Chắc chắn là mình cũng được đấy, cũng được hách luôn.
mà cầm hách đánh đó là kỳ lắm. Chắc chắn là tem bảng biết, nhưng mà anh em cứ ăn tem bảng đâu có hay đâu. Tại vì sao thì mình cũng lên ganh, lên ganh là chính mà. Mình leo ganh bằng chính đôi tay của mình, em đâu cần cái hách mới lên ganh được đâu. Đó. Rồi. Ôi đánh đông thế, bu cục cục thế này. Quê quê rét này. Còn nói vậy chứ. Hê còn khôn này. Hát tung ngồi ôi vừa chạy thoát luôn hên nè. Một con tướng quá. Còn một con tướng thế này mà từ Triệu Vân mà đường đường là thống lĩnh ngàn quân thế kia, mà anh em vô hách trở thành Triệu Vân là giống như tướng gì anh em. Người ta gọi là Vân trẻ trâu luôn anh em ơi. Có cái biệt danh ở trên cộng đồng luôn anh em, cộng đồng gì? Liên Quân luôn. Mấy thanh niên mà cầm Triệu Vân mà vô hách một cái nó bữa như cái mùa giao phó vậy, sạch nó sạch 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 cái kia thì cũng chịu luôn. Đây mấy anh ơi, đây đây còn đặt đàn si này, hất tôn gọi chết luôn. Anh em này chắc không kịp xài mà trận thiếu nguyên nó chết rồi. Qua wow. Cân tem hả bạn, cân tem hả bạn, 507 anh em ơi, nhanh quá rồi anh em ơi. 10 phút rồi, phút 10 rồi em on đi. Đẩy trụ đó, đẩy trụ bên đây nữa. Còn không ra, không đập thằng nào đây. Đập Eros rồi. Đấm nó, trời ơi cái đi sợ cái thằng ngộ khá chẩu này, trời nó đi. Ông Eros dùng ulti chạy nhanh kinh em nhỉ. Từ dừng như tôi thấy, nếu mà đánh địch á là chắc chắn là ulti hụt cũng chạy là cỡ nào cũng chạy cho bằng được. Đúng là thường thường anh em mới thấy những pha mà bị mấy thanh niên mà bị què giò phải không, dạng như giò đau đau xíu đi nhắc phải không, mà đi giữa đường mà bị chó gượt hoặc là ma gượt đồ cái cỡ nào cũng phải chạy anh em ạ. Không biết cái đó là giải thích như thế nào mà vẫn chạy, bán chết bán sống vẫn chạy thôi. Trời ơi kinh thế nha, chúng con bỏ mình gần 1000 máu rồi anh em. Đem mình trận này có không có sát thủ sốc đam nhanh, nhưng mà có Eros. Eros thì cứ bay vô bằng quăng hên mà chặt thôi, sạch cái là thôi rồi luôn. Nhưng mà đó chỉ là trên tính thôi. Ngu không gì, ngu không ngộ đập chết. Là sao? Hai đường rồi kìa anh em, trời ơi chàng lên kinh công rồi, lấy thêm đường đi. Lucy bị giảm sức mạnh nha anh em ơi, bị giảm sức mạnh trong mùa này, nhưng mà lại những tướng dạng như là Superman này, Rat đều được tăng sức mạnh rất là nhiều nữa, cho nên anh em thấy rất là nhiều. Solo luôn, mình đâu có sợ thằng một không mà đó anh em nhỉ? Solo. Nhớ là thằng Quedet nó đi solo lưng nữa nha, mấy lần đứng đánh luôn anh em, nó đập mình chưa mất cái liềm nữa, mà nhìn phải chạy nha. Mày này, nửa cây nha. Vẫn còn thanh niên vẫn còn muốn chơi. Cầu cầu cho hai thanh niên kia ăn. Ê solo không? Solo thì lên đây solo. Rồi giờ kinh công rồi. Nếu mình vô, gọi vô đây. Nhảy vô đây muốn chơi với mình hả? Biết ngay mà anh em. Thanh niên bay vô đặt ma trận thiếu nguyên cái là bay vô quýnh mình liền. Nhưng mà bản ngọc với cây hút máu của mình quá ghê, cho nên mình hút máu quá tốt cái gì á. Đạo phòng tự nhiên bật nổ gượt ngủ không, trời ơi. Ở trong đây hay gì nè? Không có à. Ôi trời ơi, vừa nhắc kêu mất liềm ơi, hồi máu. Máu không kịp, một khâu chết luôn anh em ơi. Trời ơi uổng quá mà cái pha đó mà chết, trời ơi tức quá anh em ơi. Không có tốc hành nữa, tốc hành chạy mất tiêu rồi. Rồi thôi tôi hách ước gì pha đó hách, tôi bật tốc hành bật ulti liên hoàn đi kia, tôi biết nào chết nữa nha. Nếu mà được chọn lựa một sự hách thì anh em hách mà không bị lộ nhất á là anh em chỉ cần hách map thôi, map đơn giản thôi là được rồi, đừng có hách nhiều quá. Nhưng mà đã rồi là hách rồi á thì anh em cứ chơi cho cô chơi cố sát luôn, chứ cần gì phải sẵn anh em gì. Rồi mình cũng 617 cũng rất là ok anh em ơi. Giờ phút nguy hiểm của mình đã đến đây, mình mất liền rồi đấy. Giết nó, bắn nó đi. Mày này. Ôi. Sao anh em đánh lâu thế mà không chết con trâu nhờ. Trâu này giết trâu luôn này. Con trâu.
Thôi lên qua qua lấy chậu bên kia đi bạn à. Chậu bên đây nè. Chọn gì vậy? Không có lính mà bà quân tây vô càng chỗ uổng vậy. Mình uổng quá anh em ơi. Nếu mà tem bạn mà chàng đánh qua này thì chắc chắn là không thể nào mà sống được đâu. Trời ơi, 14 phút rồi. Mày ngộ không? Ok win em ơi. Chắn là win đây rồi. Nào ra đây nữa. Đừng xích ga, đừng bu cục cục lại nó quơ một hồi nó hộp cây máu vậy. Rồi xong rồi, anh ấy cân 4 luôn rồi. Trời ơi. Né anh em ơi. Ê. Ủa ghê vậy. Trời ơi. Ngu quá đánh nè pha này cân 4 luôn rồi. Quá ghê anh em ơi. Quá ghê sách chi hồn luôn. Ê lính đánh nhà. Lính đánh nhà anh em ơi. Châu đang về lính đánh nhà. Win. Này thì Châu giữ trụ này. Đầu vào win em ơi. Còn lính. Quá lính quá.